Bò, bò bự ông ơi. Bò hai trắng. Bò mà. Ê, con này đừng dở anh. Con này đụng 2 ký mấy á, anh dở lên gãy cái đọt cằn luôn, chịu nổi không? Chịu nổi, chịu nhưng mà đụng nguy hiểm lắm. Sảy cá uổng rồi. Ôi, con này đụng 2 ký mấy các bạn ơi. Quá, khê quá các bạn ơi. Ok, và đây là thành quả của ngày hôm nay nha các bạn. Thành quả của bè mồi khoai lang ủ chua nha các bạn. Lên cá nha các bạn. Đây, thằng em mình chiều giờ đi quýnh 3 cặn giờ này mới có cá lên nha các bạn. Cũng nhờ lấy mồi mình qua quýnh mới có các bạn ơi. À. Này. Đây, mập ở căn cứ 3, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai nha các bạn. Đâu Xuân Hưng, Xuân Hưng chứ không phải Xuân Tâm, mình ở Xuân Tâm còn này ở Xuân Hưng. Đây là hồ vui nha các bạn, bờ đá hồ vui. Nay nước cạn lắm rồi, nay anh em nào có nhu cầu về đây đánh thì cứ về đi. Nay nước cạn xuống mười mấy mét nước rồi các bạn. Ồ, bò nha các bạn. Giờ bò bò. Dở lên bờ chứ đụng chơi mà ngại gì. Ê, con này cũng, con này cũng hơn ký các bạn. Nè. Chiều giờ nghe mình quýnh 3 cần là nó đi trước mình nữa mà mình cả chục rồi mà nó mới còn con. Chiều giờ đó. cũng nhờ mồi mình nha các bạn. Ok nha, nếu có cá mình sẽ view tiếp. Cũng chuẩn bị về các bạn ơi. Giờ này cũng 9 giờ rồi. Về mai làm sớm nữa. Hôm nay nhiều là phê lắm rồi, hôm nay cũng cả chục rồi. Phê. Ok nha. Lên cá tiếp nha các bạn. Đúng rồi, cái cần đó đúng rồi. Cái cần đủ. Nữa, đủ. Cái chửi không à, nó lên cá là không có chửi. Này là mình giao lưu cho anh em coi chơi chứ không có đủ chửi, kỳ lắm. Nặng không? Chưa coi. Chưa nghe khực. Nghe khực gì? Đó, đủ nặng rồi đó. Rồi, có rồi. Cứ ngồi để cái cần kia không rồi, cái cần này nó ăn rồi không đi. Đã vậy còn kêu rồi mà còn hỏi đâu, cần thứ ba mà còn đi điếm cần nữa. Chết luôn rồi. Nghe bữa đây ông anh mình lầy quá các bạn ơi. Hôm nay cũng phê lắm rồi, 5 6 con gì rồi. Phê lắm rồi các bạn ơi. Rồi đi xuống sát đi tới bờ đá đi rồi đụng dở lên luôn à. Cá lên là cứ dở. Con nào sảy. Đó. Nó chạy như là tên lửa nha các bạn. Rồi thu sát xuống. Rồi cho lên bờ. Đây. Thứ gì chịu nổi nha các bạn. Ngày nào cũng qua được 17 con, bữa trước được 13 con. Bữa nay thì con này nữa này nó nằm cũng 8 9 con rồi các bạn. Đây, con này cũng hơn ký nha các bạn. À, các bạn thấy không, đóng mép trên toàn bộ luôn, này hai lưỡi luôn nha các bạn, hai lưỡi luôn chứ không phải một lưỡi nữa, toàn bộ là mép trên hết. Cứ đánh lăn xê tròn này là bạn có bảo đảm các bạn là cứ dở cá thoải mái vô tư, khỏi cái lo sợ gì hết á. Đâu cho dòm cá nữa coi. Ok. Ok nha các bạn, nếu có cá mình sẽ view tiếp. Đồ, các bạn ơi, mới nói ông anh mình gìn cái cần nó đi, em thấy cái cần nó đi vô rồi đó, cần đi vô dính thiệt các bạn ơi. Sao rồi? Có không? Hả? Có là được rồi. Có là ok à. Đây, bữa nay cần thủ này vô phê lắm nha các bạn. Con này là con cần thủ lên con thứ ba nha các bạn. Rồi em nói nữa, nó nhấp rồi, nó thấy nó cái nhợ nó đi, nó cái phong nó đi nhẹ vô là nó chờ đóng thôi. Cái cục bòi này nãy giờ xuống 1 tiếng đồng hồ đó mà vậy mà còn á, chứ không phải là nãy là mình thu 3 cần kia lên thôi, mấy cần này nãy giờ chưa thay cái nào hết đó. Nhỏ to thì cũng miễn con cá là được rồi.
Thì nói chung có con 8 lạng ký, ký mấy, ký 2, ký 3 là dữ lắm rồi. Chứ không có to đâu các bạn ơi. Mèo bò thì hoặc mai có con 2 ký, 2 ký rưỡi các bạn. Chứ còn mèo trắng này nó đều đều các bạn ơi. Đây. Mèo trắng nha các bạn. Xuống. Gì? Anh thu sát sát xuống coi, anh dở lên bờ luôn coi. Trời ơi, thu sát vô dở lên bờ luôn. Trời ơi. Mắc gì? Ô, không phải đâu các bạn, con này con mèo bò. Bò này chắc cỡ ký hơn ký các bạn. Trời ơi, anh Chiến ơi là anh Chiến. Rồi, nghe các bạn. Mình quánh lăng xê đang quánh bằng lăng xê các bạn. Lăng xê là cứ đóng cá là cứ lên bờ luôn, khỏi cần vợt cần gì hay đâu á. Hầu như là đây. Đó, hầu như là đóng mép trên hết các bạn. Đó, anh gỡ nè, đó. Thấy không? Cái lưỡi không? Đóng vô là lúc nào cũng sâu các bạn. Đóng là coi như gỡ con cá là cũng chằng ai đó. Bởi vậy cá lên là cứ cảo lên thôi. Gỡ lên bờ thôi. Là cỡ 2 kg hay ký mấy thì mình không dám dở, sợ nhiều khi cần nó yếu yếu chịu không nổi bạn. Cần này nó cũng có tuổi rồi. Cũng chiến đấu nhiều lắm rồi. Cho nên mình không dám. À, đó mặt chí nguyện á. Ok nha các bạn, nếu có cá mình sẽ view tiếp. Đây ông anh đây. Bự không anh? Đang ăn bánh mì. Bự hả? Sảy hả? Ừ, có làm khử được. Gì bự vậy anh? Gì nó kéo cơ vậy? Á à, mày bò rồi, vô rồi. Bò các bạn á. Đang ăn bánh mì kìa. Em thủ kéo cái đọt cần quýu 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 quýu. Đấy đấy, nó qua đây nè. Cái cao của bao con kia. Kệ không sao lắm. Vô đi vô đi. Đấy. Vô 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 bể. Ê quăng nhậu được rồi. Cá lên nha các bạn. Đây. Em nó còn nằm dưới nước nè. Con này chắc cỡ ký mấy các bạn. Dở dở lên anh móc cái mang vậy. Rồi. Đây nha các bạn. À, mẹ này mẹ trắng. Con này bự hơn con nãy các bạn, con này chắc hơn ký á. Được chưa? Ok các bạn. Đấy, gỡ cái lưỡi ra em ơi. Đó, toàn bộ đóng bếp trên các bạn. Thêm một cái dính vô ngay chỗ cái màng lên nè. Đó. Ok nha. Nếu có cá mình sẽ view cho các bạn xem tiếp. Ok nha. Đang canh cần này cần kia ăn các bạn ơi. Em ê lúc luôn kìa. Ê Tâm Tâm chạy lại thu anh cần Tâm. Lẹ. Hai cần lượt luôn các bạn ơi. Làm hai cái lượt luôn. Đây cho ông anh mình thu cần đây các bạn. Rồi thằng em mình đang đi tới đây. Đang đi tới nó đi cần thứ hai nè. Nè cần này luôn em. Đó ừ đúng rồi, hai cần luôn. Đúng, hai anh em đứng quá đẹp luôn rồi. Ừ. Rồi hai anh em làm hai con luôn các bạn ơi. Đây thằng em mà đứng ở đây luôn nè. Đó anh mình đứng đó luôn. Chơi hai cần lượt luôn. Quá đã các bạn ơi. Chiều nó chiều giờ nếu mà không xảy ra lên được 6 con rồi. Nãy bị đứt nhỏ 2 con các bạn. Xa quá mình thu nhẹ quá rồi nó chì nó xuống đáy. Tại sao quá mình không dám thu mạnh sợ. Trời gì anh? Coi chừng nó lôi anh xuống luôn á. Trời ơi, rồi nha, hai anh em người bắt con bỏ vỏ nha. Tôi quay phim mà tôi không có ấy được đâu. Trái đi chứ, mỏi tay ghê. Chạy đi. Anh Tâm đi xích xích anh Chiến đi xích xích là đẳng kìa. Lộn cằn quá luôn Chiến. Lộn cằn quá, ông đi tới ông lộn cái cằn qua cái đen nè. Đi vừa xuống bờ nước luôn. Coi chừng nó dưới vô cây là đi luôn giờ. Quá anh ơi. Quá không, hai quá con chữ luôn, hai con làm dữ quá bạn ơi. Ôi, một con mày trắng, một con mày bò. Thu sát xuống em, thu sát xuống, dở lên bờ luôn đi. Bao sảy mà, cằn anh là bao sảy luôn. Thu cứ dở lên thoải mái luôn. Đây các bạn, hai con lượn các bạn. Đó. Ok quá. À, ăn nó đang giật giật cần này. Rồi nó chụp cần kia, chụp cần kia xong rồi thằng này lúc luôn. À, thằng em đang câu bên kia. Đó. Nhờ anh em qua phụ luôn.
Đây ông anh mình đây đó. Ngày nào cũng hẹn á, ngày nào cũng hẹn, bữa nay mới ra nè. Ra nãy giờ làm được 2 phát rồi các bạn. Mình làm được một cái. Anh em mình làm được thêm một cái nữa. Đó nghe các bạn. Không ra đâu em. Sao mà lóc nó ra. Đó. Ok nghe các bạn. Nếu đó là cứ giờ là cứ nhịp là cứ ngồi để ý thôi. Cá này nó ăn nó cũng không có ngon lành ơi, ngon lành. À, nghe các bạn cá vô tới luôn. Cua chú nó sướng gì đâu trời. Đây nghe các bạn. Con này cứ dở thoải mái gì hết á. Cần em là cứ chơi cho lên bờ luôn nè. Dở mình mạnh đưa lên hạ xuống chứ anh dở mạnh dở bổng lên nó cũng nhảy à. Bắt đi. Hạ xuống cho nó đừng nhảy nữa. À, đó, anh giữ cần là tự lên nó không nhảy nè. Nó nhảy luôn rồi. Đây. Đây các bạn. Con này chắc cũng trên ký rồi anh ơi. Bữa chưa? À. Đi bữa chưa? Bữa rồi đến tao. Đồ mà ăn mồi chưa hết tội bấy. Không, cái mồi này dục lâu chứ bộ anh. Phải không? Mồi này cũng nãy nếu mà dính cặp nãy là mình nãy giờ cũng 40 phút rồi chứ đâu có ít đâu. Này. Bữa nay chuyên Nguyễn khơi lắm nha các bạn. Chờ ngồi chờ kêu lên con nó đi về đó. Nó cái mặt chứ Nguyễn nhìn thấy lầy không các bạn. Giống cao. Đây thì mà em ăn dưới căn cứ ba lên luôn đó. Nó không câu bên kia. Mà nó rầu quá là các bạn hiểu rồi đó. Nó cũng đi câu, nó câu như người ta mà nó rầu quá là các bạn hiểu rồi đó. Rồi ok các bạn. Cái các bạn. Cái thôi, qua đây. qua đây có ké. Ủa câu cá mà ngồi đó canh làm gì, nó có dính đâu mà canh. Từ chiều giờ không đụng cái nữa. Chết luôn, anh mới đưa mồi anh đó, lấy mồi anh đánh là đủ bảo đảm chút mày có cá. Còn không có cứ qua đây xách cá anh về. À. Như vậy thôi anh đánh đi rồi tí em xách cá về được. Con này chắc bự à hả? Thấy mắc phao là mắc luôn mà. Bò bự không ơi. Bò hả trắng? Bò mà. Ê con này đừng dở anh. Con này đụng 2 ký mấy á, dở lên gãy cái đọt cặn luôn, chịu nổi không? Chịu nổi chịu nhưng mà cũng nguy hiểm lắm. Sảy cá ổn rồi. Ô con này đụng 2 ký mấy các bạn ơi. Quá khê quá các bạn ơi. Rồi các bạn nhìn thấy cái phao chút xíu con cá cỡ đó đó. Trời ơi. Con này phải 2 ký chứ không bèo đâu. Trời, thấy anh làm cũng đâu có mạnh dữ đâu các bạn mà xong con cá to dữ vậy ta. Nó vùng dơ. Rồi con này là bự nhất luôn các bạn. Con này phải từ 1,8 đến 2 ký các bạn. Chí Nguyễn mà. Đó, chí Nguyễn đó. Đầu qua vợ chí Nguyễn điên rồi đó. Vợ điện rồi các bạn ơi. Này là hồi em rồi không về đâu. Giờ là câu cá rồi các bạn. Ok nha. Nếu có cá mình sẽ view tiếp. Ok. Và đây là thành quả của ngày hôm nay nha các bạn. Thành quả của bè mồi khoai lang ủ chua nha các bạn. Ở trong thao của mình giờ là có 2, 4, 6, 8 con các bạn. 2, 4, 6, 8 con các bạn. Cho thằng em hết 1 con nữa các bạn ơi. À, hôm nay được 9 con rồi các bạn. 9 con mà có coi như là hết 5 con mè bò, 3 con mè trắng nha các bạn. Có con này chắc cũng cỡ 2 kg các bạn. Ê, con này cỡ 2 kg các bạn. Ok nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ cho người cùng xem nha các bạn. Ok nha. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Ok.